Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn lại quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình giới thiệu với các bạn đây là cửa hàng của mình. Hôm nay mình có bày lại một số các cái kệ ở trong cửa hàng. Thì cùng mình xem qua một chút về cái không gian mới của cửa hàng mình nhé các bạn. Đoạn này đợt trước là trưng bày hàng clear 50 mặt đấy các bạn. Nhưng mà hiện tại đã hết 2 tháng trưng bày nên là nhân viên họ mới gộp sang bên này hết rồi. Cho hết vào một khu vực nó gọn hơn nha các bạn. Chị ơi!